6 nha mọi người. Trời ơi, sóc đẹp quá luôn á. Video này hơi ắc một xíu nên là mọi người thông cảm nha mọi người. Hi, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình với em trai đi đặt bẫy ở bên trong rừng kia nha mọi người. Hôm nay thì rảnh, làm việc xong thì đi vô rừng đặt bẫy xíu. Mọi người biết đây quả gì không ta? Đáng đắng nhưng mà ăn xong thì nó ngọt. Giờ mình cũng đi đặt bẫy nha mọi người ơi. Đặt bẫy khó cực lắm mọi người ơi. Chúng em đang gỡ rồi. Một bông bên đó này. Đây phải.
Thì hôm nay mình đã tới rừng, hôm qua mình đặt bẫy rồi nha mọi người. Hiện tại bây giờ là 7 giờ. Mình đi hai đứa, một đứa em trai nó đang đứng ở chỗ kia. Nó nói là nó không có đi được. Nó lười lắm. Thôi mình đi một mình. Đi coi một mình nha. Mọi người cùng mình vô coi bẫy nha mọi người ơi. Nhưng mà đó xa xa ta chỉ thấy bây giờ nữa một đó chắc trốn từ chiều á. Cái video này hơi ác xíu. Sát vào nhau nha mọi người chung rồi. Dạ, phải quậy nó.